Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 15 tháng 5 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây, nên tại Bắc Bộ trời vẫn có nắng và nóng vào trưa chiều, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trên mức 35 độ, có nơi còn đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt. Riêng tại vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng thì nhiệt độ sẽ dịu hơn một chút, cao nhất khoảng từ 32-34 độ. Trong hôm nay, vùng hội tụ gió ở mực 1.500m vẫn còn hoạt động, thế nên những cơn mưa rào và dông xuất hiện nhiều về chiều tối còn lặp lại ở Bắc Bộ. Quý vị cần phải hết sức đề phòng với những hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra như dông, lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau đó từ ngày 15 tháng 5 trở đi, khi hội tụ gió trên cao suy yếu thì mưa sẽ giảm và nền nhiệt có xu hướng tăng trở lại. Nắng nóng có khả năng xuất hiện ở nhiều nơi. Đợt nắng nóng này có khả năng sẽ kéo dài đến ngày 17 tháng 5. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 5, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to và dông, tập trung nhiều hơn ở khu vực vùng núi phía Bắc. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Các tỉnh thành miền Trung luôn là nơi có thời tiết khắc nghiệt nhất trên cả nước. Nắng nóng cũng đã kéo dài với cường độ mạnh trong những ngày gần đây. Nguyên nhân là do khu vực này chịu ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn. Trong 3 ngày tới thì nhiệt độ tại các tỉnh từ Thanh Hóa tới Phú Yên tiếp tục tăng cao, phổ biến ở mức từ 35-38 độ. Riêng vùng núi phía Tây sẽ có nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt 37-40 độ, có nơi trên 40 độ. Cùng với đó là độ ẩm trong không khí giảm thấp, chỉ phổ biến từ 48-55%. Các tỉnh còn lại của Trung Bộ do ít chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây nên nhiệt độ có phần thấp hơn, với nhiệt độ cao nhất ngày ở ngưỡng khoảng từ 33-36 độ. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ chiều tối ngày 15 tháng 5, mưa dông có xu hướng gia tăng, tập trung nhiều ở các tỉnh phía Nam Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ. Nền nhiệt từ ngày 15 tháng 5 sẽ giảm nhẹ khoảng từ 1-2 độ. Trong cơn dông, quý vị nên đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm như lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn trong ngày thì trời vẫn có nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt độ lên trên 35 độ. Từ sau ngày 18 tháng 5, khả năng rãnh áp thấp xích đạo kết hợp với gió Tây Nam hoạt động trở lại sẽ làm gia tăng mưa dông trên khu vực. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay 15 tháng 5 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi có nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên là từ 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng đồng bằng là từ 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, vùng núi có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, riêng vùng núi có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam là từ 32-35 độ. Tây Nguyên
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.